Khoảng 16 giờ, Linh Mục Đoàn Hà Nội đã cử hành thánh lễ suy tôn thánh giá tại nhà thờ Đồng Chiêm. Giáo dân dự lễ tất cả đều đã đeo khăn tang, tưởng niệm sự chết của Chúa đang kéo dài và đang được hiện tại hóa ở Đồng Chiêm. Cha Giuse Phạm Minh Triệu đã thốt lên những nỗi khắc khoải đau đớn của Đồng Chiêm, của Tổng giáo phận Hà Nội, song cũng là của cả dân tộc Việt Nam lúc này, khi bạo lực lại được dùng để chấn áp tôn giáo. Và với người dân trong nước, còn giang sơn gấm vóc thì lại trải thảm đỏ dành cho kẻ thù. Kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em, và chúng tôi cũng có lời chào tới tất cả các cán bộ nhân viên an ninh đang trà trộn xung quanh nhà thờ để cùng với chúng tôi chứng kiến cái biến cố có thể là đau thương xảy ra trong ngày hôm nay. Anh chị em thân mến, không phải phục vụ hội thánh hôm nay cho chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, nhưng mà xét cho cùng thì trong suốt cuộc đời và đức tin của người tín hữu thì thánh giá Chúa Giêsu Kitô là đời sống và là sự sống, là dấu hiệu và là hành vi suy tôn từng giây, từng phút, từng hơi thở của chúng ta. Sáng sớm hôm nay, sau khi chúng tôi dâng thánh lễ thì chúng về đến phòng thì nhận được tin rằng chính quyền đã cho hơn 500 lực lượng quân đội, công an, cảnh sát chó nghiệp vụ đến để bao vây núi thờ và đã đập tượng thánh giá Chúa xuống, trong đó có anh chị em chúng ta bị đánh trọng thương. Chúng tôi lúc đó không ai nói điều gì, cũng không ai than trách điều gì. Chúng tôi nhìn lên thánh giá và chúng tôi cảm nghiệm được rằng lời Chúa mầu nhiệm cuộc tử nạn của con Chúa không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng ngày hôm nay tại giáo xứ Đồng Chiêm, những người con của Chúa, những người tín hữu của Chúa và chính Chúa cũng đang bị người ta chà đạp, bị người ta đập phá, bị người ta chống đối. Một tiếng sau, có một đài nước ngoài gọi điện phỏng vấn tôi rằng cha nghĩ thế nào về việc người ta đập tượng thánh giá tại núi thờ giáo xứ Đồng Chiêm. Tôi trả lời rằng cái điều hợp pháp hay không hợp pháp không ai để ý đến, nhưng mà một tổ chức, một chính quyền nào mà xúc phạm một biểu tượng tôn giáo thì chính quyền đó đang đi dần vào sự tự sát. Người ta hỏi thế còn việc động tượng thánh giá thì cha nghĩ thế nào về hậu quả của nó. Tôi trả lời cái điều này không lạ gì với người Công giáo chúng tôi, là bởi vì đức tin của chúng tôi là đức tin vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm con Thiên Chúa chịu đau khổ, và ngày hôm nay người ta động tượng thánh giá không có gì là ngạc nhiên đối với chúng tôi. Nhưng chỉ có một điều ngạc nhiên rằng cái lưỡi của nhà nước này mới lễ Giáng sinh vừa qua vào tòa giám mục hay các nhà thờ bắt chân bắt tay tặng lắng hoa chúc mừng mừng Chúa Giáng sinh, mà rồi mấy hôm sau chưa được hơn 10 ngày người ta bắt búa đến lực lượng quân đội cảnh sát chó nghiệp vụ đến rồi mà hạ cái tượng thánh giá Chúa xuống, để rồi mà coi như là một sự sỉ nhục vào chính bản thân mình, khác nào ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt. Cái điều đó là cái điều khó hiểu đối với chúng ta. Vậy thì tôi muốn chia sẻ với chúng ta về nội dung chính của thánh lễ hôm nay, đó là chúng ta suy tôn thánh giá. Tất cả những biến cố xảy ra từ sáng đến giờ và màu trắng khăn tang đội trên đầu của anh và ông bà anh chị em, cũng như là màu máu màu đỏ của các cha đồng tế hôm nay, nói lên rằng một lần nữa Chúa lại chết cho thế gian, và Chúa đã chọn chính đất của anh chị em Đồng Chiêm ở đây để dâng thánh lễ y tế cứu độ trần gian, để một lần nữa Chúa cảnh báo những quyền lực của tối tăm và sự dữ là hãy ăn năn sám hối vì tội lỗi của các ngươi đó.
phạm một lần nữa Chúa lại bị đóng đinh, bị đập phá, bị giết chết. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian và đã ban con một của người cho chúng ta như bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Và con một Thiên Chúa đã không chọn gì khác, không chọn ngai vàng, không chọn đất đai, không chọn địa vị quyền tước, nhưng con một Thiên Chúa đã chọn chính cây thập giá là biểu tượng ô nhục đối với người Hy Lạp và người Do Thái, thì chính con Thiên Chúa đã chọn lấy để làm phương tiện cứu độ trần gian. Trong lời nguyện của Suy Thi Đàng Thánh Giá, chúng ta đọc rằng Thánh Giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Thánh Giá là cờ vua cả toàn thắng dẫn chúng con đến nơi vĩnh phúc. Thánh Giá là tàu cả giúp chúng con vượt qua biển cả. Vậy thì ngày hôm nay biểu tượng là Thánh Giá của Chúa bị đập vỡ thì còn đâu là chìa khóa cho chúng ta vào nước trời nữa hay sao? Có phải là khi hoạt động Thánh Giá rồi thì không còn chìa khóa để vào nước trời, không còn cờ chiến thắng nữa và không còn con tàu để có thể cho chúng ta vượt qua biển đỏ được hay sao? Không, đối với thế gian họ làm như vậy là một sự sai lầm. Bởi vì nếu mà Thiên Chúa đã dùng chính thập giá làm biểu tượng của sự sống lại, của sự chiến thắng, thì không có một quyền lực nào từ hỏa ngục có thể dấy lên để chiến thắng được mầu nhiệm thập giá con Thiên Chúa. Và hơn 2.000 năm nay, Thánh Giá luôn là biểu tượng của tình yêu, sự hòa giải và tha thứ. Đồng thời, Thánh Giá cũng là biểu tượng của sự hoán cải. Chắc chắn quý bà anh chị em đau khổ rất nhiều, thất vọng rất nhiều, nhưng đối với đức tin, chúng ta biết rằng khi mà quyền lực bóng tối đã lợi dụng tối tăm để làm những cái việc thất đức, thất nhân, bất nghĩa như thế, thì chính Thiên Chúa sẽ củng cố đức tin của chúng ta. Có thể là một cây thánh giá bằng sắt, bằng đá trên núi thờ bị hạ xuống, nhưng sẽ nảy sinh và làm lớn lên hàng trăm nghìn cây thập giá trong tâm hồn của chúng ta. Có thể nói rằng trong số của anh chị em ở đây, nếu mà chiều thứ tư này cha sở có về sân lễ thì cũng được 1-20 người lần cùng. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa Giêsu cùng với chúng ta trong mầu nhiệm tử nạn là biểu tượng cứu độ của Chúa bị quyền lực bóng tối đập vỡ, thì Chúa đã mời gọi được tất cả chúng ta đông đảo quy tụ về đây và trên đầu để trước khăn tang để nói lên rằng con yêu mến mầu nhiệm thập giá của Chúa. Và chính sự đau khổ của Chúa trên thập giá một lần nữa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải là tin vào một cái thánh giá bằng gỗ và bằng sắt, nhưng đức tin của chúng ta tin vào cây thập giá mà con Thiên Chúa đã dùng để chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Và cái thánh giá của chúng ta là cái thánh giá được ghi dấu ấn vào ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta phải chú ý đến cây thánh giá đó mới là điều quan trọng, và làm cho cây thánh giá đó sinh hoa cái cuộc đời của chúng ta, trở thành chìa khóa, trở thành lá cờ chiến thắng và trở thành con tàu vượt qua biển cả. Đó mới là điều mà giáo hội muốn chúng ta hướng tới, chứ không phải là cây thánh giá bằng gỗ, bằng xi măng mà quyền lực bóng tối ngờ nghênh bị lừa, bởi vì chúng chỉ tin rằng sự sống của chúng là đời này và hơi thở của chúng là tiền bạc. Cho Thánh Vị có câu rằng kẻ ngu si tự hỏi làm chi có Chúa Trời, chúng đã đang hư đốn, không còn biết làm những điều thiện